Trước như vậy chúng ta đã nói đến vấn đề về index để với mục đích là để lập mục lục hay lập chỉ mục cho bảng. Thì chúng ta có hai loại cơ bản là cluster index và non cluster index. Trong đó mỗi một loại sẽ có thêm một cái loại đặc biệt, đó là loại unique. Unique cluster index với cả unique non cluster index. Unique với nghĩa là để thiết lập cái chỉ mục cho những cái cột hoặc là tập cột mà nó mang những giá trị duy nhất thôi. Đó, mục đích chính là để tăng tốc độ tìm kiếm cũng như là tốc độ truy xuất, tăng hiệu năng. Giờ ta sẽ sang phần tiếp theo nhỉ. Chúng ta sẽ nói đến view hay còn gọi dịch nôm la tiếng Việt không nhìn view. Cái kỹ thuật này người ta còn gọi là bảng ảo. Bản chất của view là nó sẽ chứa cái chứa câu lệnh select. Chứa câu lệnh select. Thì cái câu lệnh select thì ta biết rồi, đó người ta sẽ có là use ví dụ đây ta có là select cell from students. Câu lệnh này cho ta một cái câu lệnh select này nó sẽ cho ta một cái kết quả ở dạng bảng. Đó, bảng này. Đó. Thì cái view nó chứa câu lệnh select lại cho một kết quả là một bảng ảo. Thành ra là khi khi này cái kết quả từ view ấy nó sẽ cũng thể hiện ra ở dạng bảng như thế này. Bảng như này. Nhưng mà và người ta gọi là bảng ảo. Tuy nhiên thì cái bảng ảo này nó không chứa dữ liệu thật mà nó chứa dữ liệu từ bảng khác. Lấy dữ liệu từ bảng khác bởi vì nó chứa có lệnh select mà. Nó lấy dữ liệu từ bảng khác để nó hiển thị ra đây. Đó, để nó hiển thị ra đây. Đó. Thì người ta gọi là bảng ảo thì bản chất nó không chứa dữ liệu mà nó chứa có lệnh select thôi. Thì nhưng mà vấn đề là tại sao người ta lại phải sử dụng đến người ta lại có cái kỹ thuật view này à, thì nó có một số các cái ưu điểm mà người ta sẽ khai thác triệt để nó. Thứ nhất là nó sẽ tăng tính bảo mật bởi vì nó không chứa dữ liệu thật, nó không chứa dữ liệu thực tế, như vậy thì có nghĩa là nó sẽ nhưng mà nó vẫn là một loại bảng. Và ta sẽ làm việc như thế, có nghĩa là ta sẽ làm việc gián tiếp với dữ liệu chứ không làm việc trực tiếp nữa. Thì như vậy nó sẽ làm tăng tính bảo mật lên, không làm việc trực tiếp với dữ liệu. Và thông qua view thì ta sẽ đưa ra những cái tùy chọn giúp tăng tính bảo mật và an toàn, tăng tính an toàn cho dữ liệu. Và một ưu điểm nữa đó là nó sẽ giúp cho view nó sẽ giúp cho ta có một cái tùy chọn trong việc hiển thị.
Có nghĩa là ở đây ta sẽ có thể đưa ra những cái tùy chọn khi ta muốn hiển thị dữ liệu, thể hiện dữ liệu ra. Cụ thể là nó sẽ cho phép là view sẽ cho phép là lấy dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau và cả từ các view khác. Có nghĩa là view view nó sẽ có thể lấy dữ liệu từ các bảng và thậm chí nó lấy cả dữ liệu ở các cái view khác nữa để nó hiển thị đó. Trên nó sẽ có một cái sự tùy chỉnh, tùy chọn, tùy biến khá là mạnh trong việc hiển thị đó. Thì ta sẽ có được một cái nhìn nó sẽ tổng quan hơn và toàn diện hơn đó. Thì người ta sẽ khai thác một cách triệt để những ưu điểm này giúp cho việc thao tác với dữ liệu được tốt hơn, hiệu năng hơn, an toàn hơn, bảo mật hơn. Ta sẽ nói đến cái system view. System view hay là view hệ thống nó sẽ chứa các cái dữ liệu người ta gọi là metadata, metadata hay là siêu dữ liệu. Các cái dữ liệu này nó sẽ thường được dùng để điều khiển cái DB và cái database. Thì mỗi một DB được tạo ra, có nghĩa là khi ta tạo ra một cái database nào đó thì hệ thống nó sẽ tự động nó sẽ đưa vào cái system view. Thì hệ thống sẽ đưa vào các cái view hệ thống, đưa vào cái system view để giúp thực hiện các cái quyền điều khiển, các cái thao tác khác cần thiết cho database đấy. Ví dụ như database của ta DB1730 thì trong đây chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái thư mục, có một cái folder có tên là views. Thì đây chính là cái thư mục mà nó sẽ chứa các cái view ta sẽ tạo ra. Và thế nhưng mà trước đấy nó đã được đưa vào một cái thư mục có tên là System Views. System View trong đây chứa rất là nhiều các cái view, rất là nhiều luôn đó, để nó có thể thực hiện các động tác liên quan đến điều khiển, điều chỉnh, hiển thị đó. Thì những cái view hệ thống này chúng ta sẽ cơ bản chúng ta sẽ không không có cái không được, cơ bản chúng ta không được modify nó, kệ nó ở đấy. Dạ. Hệ thống nó đưa ra mình cứ để nó ở đấy, không không modify gì về nó cả, không chỉnh sửa gì về nó. Thế còn việc chính của chúng ta ấy, đó chính là làm thế nào để có thể tạo được view, tạo view. Thì để tạo view cơ bản chúng ta cũng có cái câu lệnh khá là đơn giản thôi. Ta sẽ có là create view, tên tên của view. Tên thì tất nhiên là do mình tự đặt thôi, ví dụ như là vw1 chẳng hạn, s s sau đó đến câu lệnh select, ví dụ như là select cell from
Students. Thì ở đây nó sẽ đưa ra một cái thông báo lỗi cú pháp một chút, và ở đây nó chưa thiết lập, ta chưa thiết lập cái batch lưu lệnh cho nó. Ta dùng từ khóa go để phân cách với các lệnh khác. Đấy, thì đây là cú pháp đơn giản, ta sẽ khá đơn giản cho việc tạo view. Tạo view create view vw s, sau đó đến câu lệnh select. Bên đây ta chạy đó, thì sang thư mục view bên này ta sẽ refresh, người ta sẽ nhìn thấy cái view của ta. Thì view thì nó cũng là một dạng mà bảng, nó là bảng ảo nhưng nó cũng rất là bảng, vì vậy nó cũng có những cái thành phần khá tương tự như như là một cái bảng thông thường. Ta mở ra ta thấy nó có những cái cột, nó cũng có các cột. Thì lúc này cái view VW1 này nó là một bảng và nó sẽ bao gồm có các cột, chính là các cột từ câu lệnh select. Ta select những cột nào thì trong trong view sẽ có những cột đó. Sao đây có nghĩa lấy tất cả các cột trên bảng student thì tất cả cột đấy cũng sẽ được để trong cái view của ta. Và kết quả của cái lệnh select này là nó ra được bao nhiêu bản ghi ấy, thì cái view nó cũng chứa sẽ chứa bấy nhiêu bản ghi. Ngoài ra thì đây cũng có cả thư mục trigger rồi indexes, cái thư mục mà chứa cái index như buổi trước ta học. Đó. Thực thi. Vì view là một một dạng bảng, bảng ảo nhưng nó vẫn là bảng, cho nên ta cũng có những cái động tác, những cái thao tác cũng khá tương tự như ở bên 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 bên, bên bảng thôi. Sao em đánh từ khóa Go vào. Anh đừng có Go để phân biệt phân 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 tách với các lệnh khác tạo lô lệnh. Nó cái cú pháp này của nó yêu cầu là một cái dạng lô lệnh riêng. Thì ở đây view cũng sẽ có các cái thao tác, ta gọi là thao tác crud, crud. Thao tác này thì thầy có nói từ trước rồi, bao gồm có create, nó tương ứng với lại insert dữ liệu, reach tức là tương đương với lại select, update, delete. Ta hoàn toàn có thể thực thi view theo các cái lệnh cơ bản, xem thêm sửa soạn, tạo xem sửa soạn. Ví dụ ta sẽ có
Select sound from VW1. Em thấy rằng là nó cũng hiển thị dữ liệu tương tự như một bảng thật. Hoặc mình muốn insert cái dữ liệu vào trong view thì cũng được. Insert insert vào VW1, vị thấy insert vào hai cột rồi, ID với cả values là 8 đi. Quen chẳng hạn. Đó. Select sound from menu. Ta có bản như thế này. Nhưng mà đây ta có select sound from student. Thì ta cũng thấy có cái bản ghi mà thầy vừa đưa vào. Thực ra bản chất ở đây cái việc mà insert dữ liệu vào view ấy, thực ra bản chất là insert dữ liệu vào cái bảng tương ứng, tức là cái bảng student tương ứng. Dữ liệu vào cái bảng student tương ứng em nha. Thế cho nên là khi select sound from student đây, chúng ta thấy update về đây. Set cái UI này. Xác cái phone của công an này. For bằng tất nhiên là 1 3 5 9 2 4 6 8 0. Ok. Ở đây nếu mà chúng ta không có điều kiện thì nó sẽ biết hết đấy. Tất cả đều được trở thành cùng một số điện thoại. Nhưng mà cái bản chất update này nó cũng chỉ là update trên bảng student. Các em thấy chưa, bảng student. Rồi thao tác về xóa thì cũng được thực hiện được thôi. Delete from về cái ID nó bằng 8. Thao tác người ta gọi là các thao tác root đều thực hiện được hết. Nhá, ta sang phần sửa view. Khi ta cần sửa view thì ta cũng thực hiện cái động tác sửa được bằng cách là dùng các loại enter enter view s select. Ví dụ như thầy sẽ sửa view xem nào. Đây có các bản ghi thầy sẽ sửa view là để lấy dữ liệu trên các cột của bảng student, nhưng mà đưa thêm điều kiện vào là where cái gender nó bằng 1 thôi. Đó này. Go. Này, dạ. Thì ta sẽ mua đen ta chạy lại. Đó thì ta sẽ được cái vấn đề sửa view. Select thử lại. Select sao problem.
lúc này ta được kết quả. Xem định nghĩa. Xem định nghĩa. Khi ta muốn là biết là cái view nó được tạo như nào. Nó có những cái thông tin cụ thể phụ thuộc những khu thuộc gì và những cột nào của bảng nào như thế thì ta có thể xem được những cái thông tin đấy. Thì ta có một số các cách thức. Cách một là ta có thể sử dụng cái thức đó Excel SP Optics VW. Thì cái SP Helptrack này, nó là một cái thủ tục lưu trữ Store Procedure có sẵn trong hệ thống, chúng ta chỉ việc dùng nó và nó sẽ có nhiệm vụ là show cái thông tin cơ bản của một đối tượng nào đó ra. Thì ở đây các em sẽ nhìn thấy kết quả là ta thấy được rõ cái view của ta nó được tạo như nào. Chỗ nào xuống dòng, chỗ nào thuộc bên trong, một dòng chấm phẩy ở đâu nó đều hiển thị hết thôi nhỉ. Cách hai để xem được thông tin, ta có thể sử dụng đến cái hàm Object Definition. Cái hàm Object Definition này là một cái hàm nó sẽ cho phép xem được định nghĩa của một đối tượng nào đấy thông qua ID của đối tượng đó. Thông qua ID của đối tượng đó. Thì đây ta chỉ biết cái view này của ta nó có tên là như thế này thôi, nhưng không, ta không biết nó có cái ID là gì. Thì trong trường hợp này muốn lấy ID của nó, ta lại dùng một cái hàm khác là Object ID. Về đó. Lúc này ta cũng xem được cái kết quả của việc định nghĩa view như nào, nhưng mà nó sâu theo theo dạng trên một hàng. Cách ba thì sẽ cho phép ta xem được cái một số các cái phụ thuộc của view bằng cách sử dụng cái SP Depend. Thì cái SP Depend cũng là một dạng thủ tục lưu trữ được xây dựng sẵn rồi, chúng ta dùng nó và nó sẽ có nhiệm vụ là show ra những cái phụ thuộc của một đối tượng nào đó. Cụ thể ở đây là phụ thuộc vào những cái đối tượng nào. Đây là các em thấy là nó phụ thuộc vào cái đối tượng bảng students đó. Rồi column tức là cái cột bao gồm những cái cột nào đấy. Cách thứ ba là ba cách thức ta có thể xem được những view cũng như là xem được các cái depend. Bây giờ ta sang phần tiếp theo nhé, là ta sẽ nói đến vấn đề về các tùy chọn cho view. Các tùy chọn này sẽ giúp cho view trở nên mạnh mẽ hơn, bảo mật hơn, an toàn hơn. Thì chúng ta có ba tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên đó là with Encryption. Thì chọn này sẽ có nhiệm vụ là hay có tác dụng là
mã hóa view có nghĩa là ta không thể xem được là view được định nghĩa như nào, ta cũng không thể xem cho là view này được nó có những phụ thuộc gì hay nó phụ thuộc vào những cái tức là nó sẽ mã hóa hết. Thì cách thức sử dụng nó cho nó dễ thì thầy lên trên này thầy copy cái enter xuống nha, copy này copy xuống và bây giờ nếu mà ta muốn đưa vào tùy chọn grid expression ta đưa như sau này, sau cái tên view with and description đấy. Sau tên view ta đưa cái description vào. Ta trở lại nhỉ. Thì ta sẽ thiết lập được cái tùy chọn là description cho view. Bây giờ ta thử SPC SP help conflict video link. Em thấy nó không show ra cái định nghĩa của view nữa, nó báo là cái định văn bản cho cái đối tượng này đã được encrypted rồi, mã hóa rồi. Tùy chọn thứ hai đó là with check option. Tùy chọn này sẽ giúp giúp cả kiểm soát dữ liệu. Giúp kiểm soát dữ liệu của view khi thực hiện các cái thao tác update insert. Việc kiểm soát sẽ dựa vào cái điều kiện mà các điều kiện được đưa ra trong câu lệnh select của view. View chứa câu lệnh select, trong câu lệnh select này sẽ có phần điều kiện, có phần điều kiện tức là software đấy. Thì with check option này nó sẽ dựa vào những cái điều kiện mà được đưa ra đó để nó kiểm soát, nó check kiểm tra xem dữ liệu khi insert, khi update nó có vi phạm những cái điều kiện đấy không. Nếu vi phạm thì sẽ không cho thực hiện thao tác update insert tới. Nếu dữ liệu được update insert mà vi phạm với những cái điều kiện đề ra, nếu mà nó vi phạm những cái điều đề ra ấy, thì sẽ không cho thực hiện. Khi ta định update ta insert dữ liệu mà những dữ liệu đấy nó lại vi phạm vào những cái điều kiện ta đưa ra ở trong quyển select của view ấy, thì nó sẽ ngăn cản, nó không cho thể hiện. Thì cách thức để có thể đưa vào cái tùy chọn này đó là sau để copy trên này xuống nhỉ, cho nó
em copy xuống này. Thì cái with description nó sẽ nằm sau lệnh select with check. Yeah, nằm sau cái lệnh select. Thế ta thử nhé, ta thử. Ta đó là select sound from element. Ở đây điều kiện được đưa ra trong câu lệnh select của view ấy, đó là gender nó phải bằng 1. Bây giờ thì update VW1 set gender bằng 0 where cái ID bằng 7 chẳng hạn, tức là update cái gender của Alex, tức là ID 7 đấy, về về 0. À, thì anh này sẽ bị ngăn cản không cho thực hiện, bởi vì cái gender bằng 0 này là một cái thiết lập mà vi phạm với cái điều kiện ở đây là gender nó phải bằng 1. Ta định thiết lập nó thành 0 thì không được, điều kiện nó phải... Hoặc là ví dụ như ta insert đi, insert vào VW1 hai cột ID với cả name. Values 8 when. À, ok, sẽ được. Chạy thử. Em thấy gender ở đây nó là một vì ta đã thiết lập cái giảm bộ default cho gender, đúng không? Và nếu không insert dữ liệu vào của gender nó sẽ tự động với một. Bây giờ thầy sẽ insert tiếp values, insert vào tất cả các bảng các cột nha. 9 Anna chẳng hạn, 0 form luôn. Lúc này các em thấy không được, bởi vì dữ liệu ta insert vào cột gender ấy là 0. 0 thì nó lại vi phạm với cái điều kiện ở đây, gender nó phải bằng 1. Dạ. Cho nên là không không được. Đó, thì đấy là cái ý nghĩa của tùy chọn which option giúp cho ta có được cái kiểm soát khi mà thực hiện cái động tác update insert trong view. Đó. Các em lưu ý là khi thực hiện các động tác insert update như thế này thì là bản chất là cái dữ liệu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào cái bảng student, đúng không? Là cái bảng mà nằm trong cái lệnh select ở đây. Tùy chọn thứ ba đó là with schema mini. Khi thiết lập cái tùy chọn with schema mini này thì nó sẽ giúp là nó sẽ không cho phép có cái động tác là sửa sửa tên cột rồi kiểu dữ liệu của cột. Viết ngắn ngắn một chút, sửa tên
kiểu dữ liệu của các cột mà tham gia vào việc tạo view nhé. Để thiết lập cái tỷ trọng này thì chúng ta làm như sau. Bên trên này thầy sẽ copy cái lệnh và tôi là số nhé. Sửa view à? Không được à? Separate các cái lệnh khác, phân tích phân biệt nha. Thì tôi copy lệnh trên xuống nhá. Bây giờ thầy sẽ sửa lại cái view này. Đây là thầy sẽ check thử xem nó có những cột gì đây. Nó đang có cột ID này, cột name, cột gender, cột form nhá. Thì bây giờ thầy sẽ sửa cái chỗ này là chỉ lấy các cột cho thấy cái để sao đây nhé, thôi cái để sao này đã. Bây giờ ta muốn đưa thêm cái tỷ trọng rich candidate vào thì ta làm như sau nhá. Để cái tỷ trọng này nó cũng nằm sau cái tên của view. Tuy nhiên đây các em nhìn thấy là sau sau tên của view nó đã có cái with encryption rồi, nên nếu mà ta muốn đưa thêm tỷ trọng vào thì ta sẽ đưa tiếp phẩy schema building. Đó thì cách thức để đưa đưa tỷ trọng đấy vào nhé. Bây giờ chạy thử này xem có vấn đề gì không này. Có một cái lỗi nó báo syntax sao không cho phép ở trong cái tình huống này. Có nghĩa là chúng ta đưa cái tỷ trọng schema building vào ấy thì ta không được phép sử dụng là select sao mà ta phải liệt kê các cột cụ thể ra. Liệt kê này. ID, name, gender với cả điện thoại và phone. Đã hết hết lỗi đấy rồi. Bây giờ nó lại báo một cái lỗi khác là không thể schema bin cho cái view này, bởi vì là nó sẽ không có ý nghĩa với schema binding do là cái tên ấy. Nó yêu cầu là cái name, tên nó phải gồm hai phần. Tức là cái tên ở đây là cái tên của cái bảng tham gia của tạo view ấy, nó phải gồm hai phần. Thì nó gồm hai phần và phần thứ nhất là chủ sở hữu, phần thứ hai là tên bảng. Thì ở đây các em sẽ nhìn thấy ở ở trong cái bảng của ta, các cái bảng của ta. Max, sinh viên giỏi, student, subjects. Nó đều có cái bắt đầu là debut. Đó, debut.max, debut.students. Thì cái debut ở đây chính là chủ sở hữu.
Trong trường hợp mà ta không không áp cái bảng để cho một cái đối tượng cụ thể nào đó thì mặc định DBO chính là cái chủ sở hữu của cái bảng đó. Hệ thống sẽ tự tạo ra một cái đối tượng có tên là DBO. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ sửa lại đây. Thành là DBO chấm DBO tức là phải có chủ sở hữu. Ngắt trở lại. Ok, chạy lên rồi. Lúc này các cái cột ID, name, gender và form của bảng student ấy. Mà ta định có những cái thao tác chỉnh sửa cho nó thì nó sẽ ngăn cấm, nó không cho phép chỉnh sửa. Ví dụ như là cái cột form này này thì muốn đổi đổi tên cột thành là điện thoại chẳng hạn, hay là mobile phone chẳng hạn, hay là mobile chẳng hạn, thì nó sẽ không cho đổi. Ví dụ ta có là tính xanh SP rename students chấm for muốn đổi thành là mobile chẳng hạn. Đó, các em thấy nó không chưa đủ. Hoặc là cái phone nó đang có cái kiểu và kiểu tra 11. Cái phone đang có kiểu tra 11. Bây giờ thì muốn đổi kiểu của nó thành dạng tra 12 chẳng hạn. Enter table students enter column. Ok thì dạy rồi đấy nhỉ. Oh, đổi thành cha 12. Các em thấy nó cũng không cho phép đổi. Cũng bảo là cái đối tượng cái điều một này nó đang có cái sự phụ thuộc trên cái cột này. Dạ, nó depend rồi đó. Thì những cái động tác này chúng ta sẽ không làm được, không thực hiện được cơ bản. Thì đó là cái ý nghĩa của schema binding, nó không cho phép chỉnh sửa các cái dữ liệu, các cái cột, chỉnh sửa các cột, chỉnh sửa tên, chỉnh sửa về kiểu dữ liệu của những cái cột mà ta định nó nằm vào trong các danh sách các cột và tạo view. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cần đưa ra thêm một cái lưu ý cho loại tùy chọn này. Thứ nhất đó là không được sử dụng cái sao trong câu lệnh select, tức là trong câu lệnh select của view ấy thì ta không được dùng sao mà ta phải liệt kê các cột cụ thể ra. Thứ hai là cần nói rõ cái chủ sở hữu, tức là cái owner của các bạn tham gia vào việc tạo view. Đó, ta phải nói rõ. Đây là cái chúng ta lưu ý nha. Khi mà chúng ta đi thi chẳng hạn, hoặc là làm bài tập mà có cái phần yêu cầu tạo loại
đưa thêm cái tuyển chọn này vào trong view mà nó báo lỗi thì chúng ta phải lưu ý đến hai điều này. Để cho làm cái đúng. Một là không dùng sao trong loại select, hai là không à, phải nói rõ chủ sở. À, tôi vừa nói rồi mà. Cái đấy. DBO là viết tắt của database object. Database object nha. Thì nó lại nhé, là trong cái quá trình mà các em tạo bảng ấy thì các bảng sau khi được tạo các em nhìn thấy bao giờ nó cũng có cái DBO chấm mark chấm sinh viên giỏi chấm student chấm subject vân vân. Thì cái DBO ở đây chính là mặc định là chủ sở hữu của các cái bảng này. Dạ. Khi chúng ta không gán cái bảng đấy cho một chủ sở hữu nào đó thì hệ thống sẽ tự sinh ra một cái chủ sở hữu có tên mặc định là DBO, và chủ sở hữu đấy chính là cái chủ sở hữu của những cái bảng này. Dạ. DBO chính là chủ sở hữu nhé. Chính là owner của những cái bảng này. Thì trong 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 quá trình mình đưa cái tỷ chọn schema with schema binding vào ấy thì mình phải nói rõ là cái bảng tương ứng tham gia vào việc tạo view ấy nó thuộc vào chủ sở hữu nào, bằng cách là đưa tên chủ sở hữu xong chấm một cái nào. Dạ. Đó là chủ sở hữu đấy nhá. Còn nào chưa rõ chỗ nào thì cứ hỏi nhá. Hỏi thoải mái nhá. Chúng ta nghĩa là chúng ta sẽ nắm được bản chất vấn đề. Đó, cần nắm phải nắm được bản chất vấn đề này. Cứ thoải mái nhá. Rồi. Chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ ta sẽ sang phần tiếp theo là lập index. Ta lập chỉ mục cho view đấy. Thì ở đây ta chỉ có thể lập được unique cluster index cho view. Ta chỉ có thể lập được cái loại chỉ mục này thôi, còn các loại chỉ mục khác là không lập được cho view. Em lưu ý để khi ở đâu đó người ta yêu cầu là lập chỉ mục cho view ấy thì ta chỉ lập được loại. Có một cái lưu ý đó là cần loại bỏ các cái mệnh đề như là top này, như là order by vân vân.
trong câu lệnh select. View đấy thì mới mới lập được index cho cái view đấy. View lưu ý nhá, nếu như ta định lập index cho view mà view trong cái lệnh sách của view mà có đang chứa các cái mệnh đề như là top, order by, các cái hàm aggregate vân vân thì hệ thống nó sẽ không cho lập. Và cái điều kiện tiên quyết có nghĩa là bắt buộc chúng ta phải làm điều này, đó là view phải được áp dụng tùy chọn with given. Có nghĩa là cái view đấy nó phải được áp dụng cái tùy chọn with screening rồi thì mới được phép thiết lập index. Đó. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thiết lập nha. Ta có create unique cluster index UCI. Select cell from VW. Ví dụ thể thì thiết lập cái unique cluster index này. Cái unique cluster index chúng ta biết rồi, đó là loại chỉ mục mà chỉ thiết lập ở trên những cái cột hay tập cột mang những giá trị duy nhất thôi. Nên thể sẽ thiết lập nó ở trên cột ID nhé. ID của view variable, on variable, tại cột ID. Ta đã thiết lập xong. Bây giờ vào trong phần index của view với một ta refresh và ta sẽ nhìn thấy cái view đó, tên của nó đây. Thì cái view với view của ta nó đã được thiết lập cái tùy chọn with Shibami rồi. Nên là nó đủ điều kiện và nó cũng không phải chứa những cái mệnh đề như là top hay là order by. Tương ứng nhỉ, sắp xếp dữ liệu
trên view. À, tôi ra là cho view thì được. Cho view. Ta có select sao from phantom table. Đây ta đang có các bản ghi. Và cái cột name này các em thấy nó đang không được sắp xếp dữ liệu theo trật tự nào cả. Thì ta đưa cái order by vào. Order by theo cột name tức là sắp xếp tăng dần đấy, đúng không? Tăng dần. Ta được kết quả là dữ liệu đã được sắp xếp tăng dần. Nhưng mà vấn đề là làm thế nào để có thể thực hiện được cái động tác là gì, là dữ liệu đã được sắp xếp tăng dần từ trước rồi. Có nghĩa là khi mà đưa dữ liệu vào trong view đó, thì view nó đã được được sắp xếp từ trước rồi đối với cột name đó, các cái tên nó đã được sắp xếp tăng dần từ trước rồi. Thì lúc này tất nhiên là ta sẽ thực hiện cái động tác sắp xếp ở trong câu lệnh của view thôi. Ta copy cái này xuống nhé. Copy xuống. Thì trong câu lệnh sắp xếp này đơn giản là ta sẽ thực hiện động tác sắp xếp thôi. Wow. Sau que, sau que ta đưa cái order by. Order by theo cột name. ESC nếu mà ta muốn tưởng mình. Wow. Lúc này khi chúng ta để order by không ấy, chúng ta sẽ thấy có một cái lỗi, đó là cái order by này nó sẽ không có ý nghĩa trong view. Muốn có ý nghĩa ấy, thì unlist ta phải đưa thêm hoặc là cái mệnh đề top, hoặc là cái option, hoặc là cái for XML vào thì nó mới có tác dụng. Thì trong trường hợp này thì đưa top, select top, top 100%. Chạy. Top 100% đấy. Nhưng mà khi select sao from variable, các em sẽ thấy rằng là cái cột name này vẫn không hề được sắp xếp. Dạ, vẫn không hề được sắp xếp. Mặc dù chúng ta đã đưa cái order by vào rồi. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ lưu ý là khi mà thực hiện sắp xếp trước dữ liệu cho view ấy, thì chúng ta sẽ dùng là top 99.99%. Đại khái là một cái con số gì đấy mà nó không phải là 100%. Dạ, có thể là 99.99 gì đó, nhưng mà nó phải không phải là 100. Đó, lúc là kết quả ta được cái name nó được sắp xếp tăng rồi. Dạ, name được sắp xếp tăng.